cô chú cho cô chú coi coi nhà mình có ai nè. À, có robot nè. Trời ơi. Mở đi robot, mở cho mẹ ăn đi, đói bụng quá. Ừ. Bữa nay tự nhiên hai đứa chịu vô video các bạn. Đây mình mới vừa mua hai cái đèn này. Tại vì nó hơi tối á, nên thành ra video gần đây thì mình hay quay ở ngay đây nè. Với lại cái ánh sáng á, nó không có đẹp. Với lại mấy cái đèn của mình nó bị hư hết trơn luôn. Nên thành ra đây mới mua hai cái này. Bây giờ thì để coi coi nè. Bắt đầu ăn nè. Cái này là đắp quốc gravy gravy đó. Này là này lạnh nha, bắp xào bơ. That's not gravy. No. No. Ủa có order the gravy mà. Không có gravy các bạn ơi, order gravy mà. Gravy. Ok bây giờ thì mấy mẹ con sẽ ăn ha. Đói bụng quá. Này là chuối nè. Nó không có chịu ăn mấy cái thịt gà đây. Không có gravy. Sorry Tammy. Ok, I order gravy nhưng mà họ không có cho gravy. Tammy đi lấy gì? Ở ngoài nên là nhờ tha mẹ đó. Đây là bắp xào, ăn miếng bắp đó. 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 Thế là đồng gì đó. Lớn luôn. Can you pass me the bucket of corn real quick? About what? That's what? No, the corn. I'm gonna put some on the side for you to eat. Đau bụng quá. Giật thật. Cái này là mac and cheese nè. Nhưng mà nó lạnh các bạn. It's not really 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 really. Like, I don't really know. Cũng được nhưng mà nó lạnh. Cái này giống như kiểu như là xà lách vậy đó. Bây giờ thì mời các bạn nha. Mình sẽ đổ đây luôn nè. Mời các bạn. Ăn xong một tấm. Họ có cơm không? Là không có. Thank you.
Rất hay nè. Tụng để tụng chơi rồi. Chơi đỏ. There's not behind the curtain. Dê về chẳng ở dưới bàn chẳng. Yeah, mình thấy pasta water. I mean soda. I mean cola. Thank you, Tammy. Welcome. And then mommy. Mẹ thích ăn da phải không? Cái ức của nó nhiều thịt lắm các bạn ơi, mình không mê. Nhưng mà họ làm hay thiệt. Bây giờ mà bên trong thì nó lại mềm, cái thịt nó không hề bị khô nữa. Trời ơi, I think go do it all except for one minute. I'll clean it up. Okay. May I go do it all? I want to go out. Mm-hmm. No, I cannot go that way. Can I go get spoon and ketchup? Spoon or fork? Oh, man. Anh lấy ketchup cho mẹ. Không được. Nát đủ luôn. Nãy có order quê viện mà không có quê viện. Cảm ơn chân ạ. Mình ăn gà chiên cái đây á, nhiều ketchup lắm các bạn. Đa số cũng như là ăn ketchup rồi. Kiss me for you. It's so quiet. Mm-hmm. Ăn xong coi. Good luck, Charlie. Are we supposed to be doing ASMR? No. It's just so quiet. Mm-hmm. Ăn xong rồi hai đứa đi tắm. Tắm xong còn giờ thì coi TV với mẹ. Mới trong ba mẹ con là đứa nào cũng vậy. I mean, it's still far away, so we don't have to do it right away. Shopping tomorrow. It's 8:30 something. Uh-oh. 8:30? Right.
Bữa nay định làm đưa đứa đi Halloween shopping, mua đồ cho Halloween. Cuối cùng mày ngồi coi TV ngủ mất tiêu. Thế mày ngủ mất tiêu. Thế mày thích vậy cái nào. Mẹ với Thiên này chọc nó nọ. Mẹ với Thiên này đi xong rồi. Nó tưởng thiệt. Nói chung mua mấy cái đồ mà vô mát này kia cũng có cũng nhiều nha. Nhưng mà nó giỡn lắm. Nhưng mà nói chung đồ Halloween thì đồ giỡn lắm, chủ yếu là mặc một lần rồi bỏ. Do you want the lights to be brighter? No, yeah, I'm good. Okay. Mom, mua chỗ mà mình chuẩn bị đi á, nó hơi mắc nhưng mà có nhiều lựa chọn, mình muốn gì cũng có. Giống như là họ chỉ bán đồ Halloween thôi. Cái nó chơi gì thêm nhỉ? Chỗ Halloween bán Halloween á? Yeah, Halloween. Spirit Halloween. Mấy mùa khác không biết là họ có bán gì không. Mà Halloween là mỗi Halloween là có rất là nhiều đồ, nhưng mà phải nói là mắc nha. Không rẻ. Năm ngoái hai đứa đi với ba phải không? Last year Halloween á. Hôm nay mẹ sẽ dắt hai đứa đi. Các bạn nào mà ở gần mình để mẹ hỏi với Jessica ha. Đi với Jessica không? Mẹ, I'm taller than you. Rồi hai đứa ăn nhanh lên đi tắm nè. Sắp tới giờ ngủ rồi. Nãy giờ ngồi coi TV cái quên luôn. Coi tôi đắp đèn này kia hai mẹ không. Nhưng ở đây lo lắm ạ. Mình thích coi mấy cái chương trình bằng tiếng Anh này kia không? Biết không? Như lại bằng tiếng Anh tại mấy mẹ con có thể ngồi coi chung á. Mình có thể nói bây giờ là mình cảm thấy rất là thoải mái các bạn ơi. Rất là thoải mái về cái giống như là tiếng Anh á. Chứ hồi trước là nói chung khó lắm các bạn ơi. Đi giống như là sống ở cuộc sống mới, đất nước mới, luật pháp này kia cũng mới hết trơn, tiếng nói cũng mới. Thật sự không dễ đâu không ạ. Bây giờ mình không giỏi, nhưng mà bản thân của mình là mình tiếp xúc nhiều người nói tiếng Anh, mình chơi với những người mà cũng nói tiếng Anh luôn các bạn. Ngon lắm. Mình có thể nói bây giờ mình quen, nghe riết rồi quen các bạn. Nên hả, các bạn mà học tiếng Anh á, hoặc là muốn biết được tiếng Anh nhiều á, coi TV cũng là một cách nha. Hoặc là nghe đài. Chủ yếu mình thấy người Việt của mình thì cái gì cũng bằng tiếng Việt hết, nên thành ra giống như là mình học nó sẽ rất là khó. Mà nếu mà muốn học tiếng Anh á thì coi mấy cái chương trình bằng tiếng Anh, hoặc là nghe đài này kia bằng tiếng Anh. Bản thân của mình là bây giờ mình cảm giác là nó thoải mái các bạn ơi. Có thể nói là mình trời ơi muốn ăn chơi chơi mì. Chắc tại quen cái đấy mà nên mình cảm thấy nghe tiếng Anh nó dễ hơn. Ăn hết hả? Muốn skin hay là muốn thịt? Thử miếng nào. Này là miếng skin nè, ăn thử miếng skin nè. I love the skin. You like the skin? Okay, skin is good. I don't like the skin. What?
Why not? Giàu quá. Để mình có thể nói là mình xài tiếng Anh nếu mà so với tiếng Việt á, nhất là bây giờ các bạn ơi, có thể gần như là chắc là 90% luôn. What? Skip. Cái này thật. And me. Maybe. Yeah, me. Nghe đài, nghe nhạc hoặc là nói chuyện này kia cũng giống như là bằng tiếng Anh hết á mà. Hồi xưa á, là mình hay, mặc dù ở đây lâu nhưng mà mình kiểu như là hay coi chương trình cũng là của người Việt, cái gì cũng của người Việt hết các bạn ơi. Nhất là mình mà không có tiếp xúc với người ở đây á, hoặc là người nói tiếng Anh á, khó học lắm các bạn ơi. Nên hả? Nghe đài này kia nó giúp rất là nhiều luôn cho cái việc mà học tiếng Anh. Hãy chơi đi. Qua đây. Chơi vậy. Qua đằng sau này, không biết nó đi đằng nào. Qua đây. Qua đây thay cô chú cái. Cái mẹ. Nó đang kiếm đường đi. Nope, Jerry, nope. Jerry. Cố lên. Nó là kiếm đường đi. À, đây. Lên đây. Lên đây. Hai đứa đang muốn có em bé mèo quá mà. Bé. Nồng. Không hả? Nhưng mà mình không có muốn nuôi, ý là con cái sợ nó có baby á. Mà mình không nuôi thì tội nghiệp. Chắc là mình sẽ nhận thêm một bé mèo trai. Một lúc nào đó, chưa về phải bây giờ. Mẹ muốn chơi về lên đó cho cô chú thấy. Cô chú hỏi chơi về hoài. Cô chú nhớ chơi về. Nói chơi về. He just wants to come. Ăn không? Ăn không? Mẹ lấy nữa. Muốn? I'm gonna go take a bed. Ok. Mẹ cũng xong. Này các bạn ơi, bữa nay mình chủ yếu nói chuyện các bạn xíu ha. Bây giờ thì mình sẽ dừng video ở đây. Dọn dẹp này kia xong rồi. Đi ngủ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Mary. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye.